nguyên bản đồng bộ và vuông vức góc cạnh các bạn nha. Anh nghe nhớ nhung dáng sâu đang chơi đĩa CD các bạn nha, đĩa số từ ngày xa 1, em, bài số 1. Anh bỗng trở thành lặng câm, ngày rời Paris, anh hứa sẽ quay trở lại. Nghìn trùng xa xôi, xa vút ngàn lời BM 730 đồng bộ các bạn. Bầu trời cả hai cầu. Hôm nay gió mưa giăng sâu. Kỷ niệm bên em, anh đã gối đầu từng đêm. Nãy mình vừa chỉnh cái equalizer nè. Ngày rời Paris, anh đã để quên con tim. Flat là cân bằng. Anh đi về. Tiếp tục chương trình mini đầu năm cho các bạn. Và hàng giá cực kỳ tốt luôn, và có để giá thành ở bên dưới video. Đây là dòng Panasonic PM730. 730 luôn các bạn nha, một cái dòng khá là cao. Tại vì nó có những cái dòng như là BM số thấp hơn, dòng 3, dòng 5 và dòng 7, và dòng này là 730. Tại vì nó có 700, 710, 730, đó là 730. Với cái kích thước của cái dòng loa này nó lớn hơn, nhỉnh hơn một chút so với những cái dàn của những cái đời trước. Và cái phần công suất của nó mang lại cũng nhỉnh hơn bởi vì cái thùng loa lớn hơn. Nhưng mà cái kết cấu của màn loa và cái phần siêu trép này cũng khá là tương đồng. Nhưng mà trép con này thì không phải là giấy dầu nữa, mà nó đẩy lên một cái thể loại rất là đặc trưng của những cái dòng từ đời này đổ lên. Nó bền hơn nha, và cái âm trép cũng khá là sáng hơn. Vẫn là dòng loa hai cầu, bass và trép riêng nè. Đó, nó tách riêng, bass trép và âm ly nó cũng xử lý riêng. Ở đây là dây nguồn rời, có thể gắn giật ra và gắn vào, điện 100V. Đây là cổng AUX nhận, mà chút nữa mình sẽ gắn cho các bạn cổng đầu vào, dây này tặng kèm. Kết nối điện thoại, máy tính, TV thông dụng và đặc biệt là kết nối với hộp Bluetooth. Với hộp Bluetooth các bạn nha. Và có điều khiển học cho các bạn ngồi chỉnh từ xa rất là tiện, có điều khiển học. Và bù lại thì con này hiện tại là về không có lưới nha. Nhà mà có trẻ em thì cũng hạn chế, tại vì có thể là bị ảnh hưởng tới cái vấn đề này. Mấy bạn nhỏ hay là nhấn vào. Còn nếu mà tránh xa khỏi tầm tay của những trẻ thì sẽ đỡ hơn. Còn mà nếu mà các bạn để như vậy thì nhìn nó sẽ rất là đẹp, bởi vì nó không có bị chắn bởi cái màn. Chúng ta test vào cái phần âm thanh nha các bạn. Con này xin nhắc lại là có điều khiển để chỉnh được các chế độ âm thanh ở trên cái đầu máy, rất là tiện cho các bạn luôn á. Con này thì chỉnh được rất là chi tiết, bao gồm có chế độ equalizer cài đặt sẵn, chế độ chỉnh bass trap tùy chỉnh theo cá nhân, super bass đó, và chế độ remaster này là chế độ làm chuẩn âm thanh, có nghĩa là nó giống như nó mô tả được cái phần âm thanh gốc của một cái bài hát. Nó là chỉnh bass trap thì khỏi nói rồi. Con này thì có cái màn hình rất là lớn rộng. Và nói chung là trong những clip test trước Tết thì mình có làm về những con này khá là nhiều và bán rất là tốt nha, thật sự là bán rất là chạy luôn. Âm thanh của Panasonic thì trong này nó vừa rẻ, công suất vừa lớn và ngoại hình nhìn cũng rất là bắt mắt. Con này có một cái nhược điểm nhỏ về cái ngoại hình là nó hơi ngã vàng, nhưng mà nhìn tổng thể thì ok. Nguyên bản đồng bộ và vuông vức góc cạnh các bạn nha. Anh nghe nhớ nhung dáng sâu. Đang chơi đĩa CD các bạn nha, đĩa số 1. Ngày xa em, bài số 1. Anh bỗng trở thành lặng câm, ngày rời Paris, anh hứa sẽ quay trở lại. Nghìn trùng xa xôi, xa vút ngàn lời chờ. BM 730 đồng bộ các bạn. Bầu trời cả hai cầu. Hôm nay gió mưa giăng sâu, kỷ niệm bên em, anh đã gối đầu từng đêm. Nãy mình vừa chỉnh cái equalizer nè. Ngày rời Paris, anh đã để quên con tim. Flat là cân bằng. Anh đi về, anh nhớ
bóng dáng người ở lại Paris em yêu. Và cộng 4 là cao nhất cho cái hai cái phần này, nhưng mà mình cảm nhận là cái âm thanh, cái giọng hát của con này thì nó khá là mềm nha. Nên các bạn có thể không cần phải chỉnh quá nhiều treble để mà có thể coi một cái giọng hát thật hơn. Còn nếu mà các bạn chơi nhạc guitar rumba giống như vậy nè, thì chúng ta có thể bật treble nhiều lên, và các bạn chế độ này mình sẽ giải thích cho các bạn. Tại vì nó hay nè. Các bạn chuyển qua chế độ horn, live và disco. Ba chế độ này thì mình cảm nhận nó có chế độ âm thanh vòm để các bạn có thể nghe nhạc guitar rumba hay là những cái thể loại nhạc điện tử á, nó có âm thanh vang vọng tạo một cái không gian mở rộng lúc mà nghe. Và các bạn thấy cái dải equalizer mình thể hiện không, rất là đặc trưng ha. Và chuyển qua Awit, chuyển trên máy hoặc là chuyển trên điều khiển đều được nha. Có cái đèn led ở đây nè, mà mình đang chơi cái với cái hộp Bluetooth như vậy. Giảm giá cho các bạn, khuyến mãi kèm theo hộp Bluetooth giảm giá nè. Và giảm giá luôn cùng biến áp loại tốt nha, loại lớn. À, điều khiển nè. Disco Live. Đó, cái âm thanh vòm các bạn. Và tăng trep lên nữa. Bass của cái dòng Mana thì có thể chơi được nhiều thể loại nhạc khác nhau như là nhạc điện tử hay là nhạc trẻ. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi mình test nhanh cho các bạn, để mà các bạn thấy được ngoại hình cũng như là cái công suất và chất âm. Đó, cái thể loại nhạc nhiều thể loại cho các bạn test. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Đừng quên bấm like cho mình và hãy tiếp tục theo dõi kênh để mình đang sell up.